thác Nguồn Chúa cho anh em ở Vĩnh Phúc. Rước từ từ các anh, không phải vội đâu. Đó, xuống xuống, ngồi xuống. Đưa từ từ thôi, đưa từ từ thôi, ông nào sợ bẩn, ngồi xuống. Đấy. Anh em ơi, anh áo màu đỏ đấy là anh lái xe đấy, anh đang trợ giúp cho anh em thôi. Đây là anh Đoàn chủ cầu. Đưa từ từ thôi nha, đưa từ từ thôi, không phải vội đâu. Khỏe nhiều ấy. Đỡ Văn Đoàn. Đây là anh Đoàn là chủ thầu anh em nhá. Anh Đoàn chào anh em ấy. Đó nó gần vào nhá, nó gần vào, đó nó gần vào thì nó dày hơn. Đấy, cứ gần vào. Anh đưa cho luống. Đấy, đưa cho luống ấy. Đó, đưa sang bên kia đây. Một tí là quen ngay mà. Đây là vuốt anh em này. Vuốt này có thể đào chưa? Vâng, đây anh Đoàn, đây là anh Đoàn chủ thầu đấy nha. Anh Đoàn đang cầm chú cua, nó là anh chủ thầu đấy. Anh đầu tư máy phun nữa này. Tắt này nha, tắt này. Bây giờ điều khiển từ xa, tắt anh em này. Rồi. Rồi, tắt hơi đi. Đấy, thấy chưa? Đấy, có điều khiển từ xa rất là tiện anh em ạ. Chạm như thế. Đấy, đấy. Còn đưa hơi mạnh hơn tí để cho mạnh hơn tí. Nhích một tí rồi. Hơi mạnh. Chạm như thế, chạy hơi thế. Đấy, đấy. Cho gần vào thì nó chạy. Đấy. Đây là đang chuyển giao dứa cho anh Đoàn ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc anh em nhé.
là ngày gấp mấy ngày rồi làm gấp thất dễ làm hơn. Yeah. Không cái bữa này thành ra là dễ làm anh ạ. Của em là dễ làm. Anh em ơi, trên là anh thợ đang chui vào làm mặt. Đưa đi anh, đưa đi.